chỉ có vài hộp thôi nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 6 hộp, rất là ít hộp ha. Cái loại này á, mình thấy rất là ngon, rất là ít hộp nữa mà nó ngọt ghê luôn á, nó ngọt ơi là ngọt. Hi, xin chào các bạn đến với kênh Vườn Như Ngọc Tây Úc. Hôm nay là ngày 15 Tây tháng 7, thì ở Úc đó là giữa mùa đông đó các bạn. Thì hai tuần nay ở bên Tây Úc đó, mưa bão liên tục luôn á, mưa gió rồi bão, rồi hồi tuần rồi nó có mưa đá nữa đó. Thì lạnh nhất là khoảng 6-7 độ, và ban ngày ban đêm đó, thì ban ngày thì nó khoảng 12-13 độ thôi các bạn. Thì mình quay sơ về cái vườn của mình, thì mình muốn quay video cho các bạn coi. Đây là cây capsicum. Thì cái loại này là cái tiếng Việt mình kêu là ớt ngọt đó các bạn. Thì mình mua cái cây này á, nó bán sẵn, nó bán sẵn ở trong bên niệm đó. Thì lúc mình mua cây nó bé tí xíu thôi, thì tại vì mình thấy nó để là cái trái nó vai sai là nó nhỏ xíu à, nó giống như là cái ớt, nó to cỡ như là cái trái ớt nè, nó bằng cỡ chừng ngón tay cái thôi. Thì nó thích hợp cho mấy đứa bé đó. Con mình thì nó thích ăn ớt ngọt này lắm, nó thích ăn capsicum lắm, nó ăn không vậy đó. Thì mình thấy nó trái nó nhỏ dễ thương quá, thì mình nghĩ là mình có thể bỏ vô trong cái hộp ăn đồ ăn trưa đó. Tại ở Úc đó, thì mỗi ngày mình phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho con của mình đem theo đi học. Thì nó những cái trái mà ở ngoài siêu thị nó bán thì rất là to, mình muốn ăn mình phải cắt nhỏ ra, trong khi cái này nó trái nó nhỏ xíu rồi các bạn. Mà mình ăn thử nó rất là ngọt, nó rất là ngọt luôn á, nó vừa ngọt mà nó vừa giòn nữa. Con mình nó ăn nó thích quá. Thì mình trồng cũng được 3 tháng rồi đó, thì mình cứ tưởng là vô mùa đông nó sẽ chết, nhưng mà không các bạn, nó vẫn sống và nó vẫn ra trái nè. Mà cái loại này nó ngọt dữ lắm, nó ngọt hơn là cái loại mà mình cái trái to mà màu đỏ mình mua ngoài shop đó. Thì mình thấy rất là đáng trồng. Thì bây giờ đó là ý là mình đặt cái chậu này ở ngoài sân là không có che gì luôn á, là các bạn coi nè, nó đâu có chết đâu mà nó vẫn xanh tốt và trái nó vẫn đầy luôn á. Thì mình không biết là cái loại này là cái tên nó là khoa học là cái gì. Thì nó chỉ để là sweet neck capsicum thôi. Thì mình thấy rất là đáng trồng. Nếu mà các bạn mà có con nhỏ mà thích ăn rau cải á, thì các bạn trồng cái cây này á, mình bảo đảm là con các bạn sẽ rất là thích, mình cũng rất là thích. Mình hái rất là ngọt, mà ở trong nè nó ít hạt lắm, nó giòn mà nó ngọt nữa, mặc dầu là không có nhiều nắng, mặc dầu là trời lạnh. Mình nghĩ cái loại này á thì nó thích hợp lạnh á. Thì mình cũng không có chăm sóc đến nhiều luôn các bạn, chỉ mỗi 3-4 tuần mình tưới thêm phân nước cho nó thôi đó. Và lúc mà mình bỏ vô trong cái chậu này thì mình bỏ nhiều compost á, mà mình tự làm đó, và mình bỏ thêm blood and bone đó, là xương và máu động vật đó, rồi mình trộn vô thôi. Rồi mỗi tháng đó mình tưới thêm phân nước thôi đó các bạn, cái phân cá mà Powerfeed mình tự pha đó.
thì mình thấy nó ok. Cây này nó không có cần phải chăm sóc nhiều, mà mình thấy nó đậu trái nè, nó đậu trái rất là sai luôn á. Mình còn một cái cây ớt ngọt này nữa, cũng sống qua mùa đông, để mình quay video cho các bạn xem ha. Thì đây là cây ớt ngọt capsicum. Cái loại này là chocolate, là cái màu nó màu nè, các bạn thấy ha, cái màu mà khi mà nó chín á là nó màu giống như màu chocolate vậy đó, màu sô cô la đó. Cho nên cái loại này nó kêu là chocolate. Thì loại này mình trồng từ hạt, mình trồng hồi năm ngoái đó các bạn, rồi vô mùa đông đó mình để cho nó qua mùa đông luôn, mình cắt cho nó hơi tỉa cho nó gọn lại, rồi mình để nó qua mùa đông luôn, ở ngoài trời mình không che gì luôn, thì nó không chết các bạn. Và vô mùa xuân á, bắt đầu nó ra trái, thì mình trồng chung với cây táo tàu nè. Cây táo tàu của mình á, nó đã rụng lá hết trơn rồi, rụng lá sạch sẽ rồi. Thì mình trồng chung với cây táo tàu á, mà ở trên không che gì hết luôn á, mà mình nó vẫn nè, nó ra ba trái cho mình. Tuy là lá nó bị mấy con ấy ăn hết rồi, rất là đẹp luôn, cái màu nó rất là xinh. Cái này là nó mình hái ăn thử. Không có hột, chỉ có vài hột thôi. Nó không có ngọt như là cái trái kia, nhưng mà nó rất là giòn và nó nhiều nước, và nó cũng rất là ngon. Mình thấy là hai loại nào cũng ngon hết. Mặc dầu mùa đông nắng nó không có nhiều, nhưng mà mình thấy nó vẫn ngọt đó các bạn. Bị ốc nè. Thì mình hái xong đó, rồi mình sẽ cắt tỉa nó lại cho nó gọn lại, để vô mùa xuân nó sẽ ra thêm, nó ra thêm đọt mới. Thì những cái đọt nào mà nó đã ra trái rồi thì mình sẽ cắt gọn lại. Như cái đọt này mình sẽ cắt gọn nó lại, mình chỉ chừa những cái nhánh nào có trái thôi. Thì đây là thùng compost của mình. Thì ở bên các bạn coi nè, cái trái này nó bị mình để lâu nó thối rồi nè. Trái này thì còn ok. Còn ở trong kia nữa kìa. Thì cái này nó hai cây khác nhau. Thì hồi đó mình cứ tưởng là ớt ngọt là nó sẽ không qua sống qua mùa đông, nhưng mà nó sống qua mùa đông ha các bạn. Mình thấy ớt ngọt nó chịu lạnh ok, nó chịu lạnh giỏi hơn là cà chua với lại mấy loại khác. Thì nếu mà các bạn có trồng capsicum á, trồng ớt ngọt á vào mùa đông á, các bạn đừng có nhổ bỏ nha. Nó mình vẫn có thể dưỡng cho nó qua mùa đông được. Đây. Nhìn xinh quá ha. Nhìn rất là xinh, cái trái nó rất là xinh. Này là chocolate capsicum. Thì mình xin dừng video tại đây. Nếu mà các bạn thích video của mình thì nhấn nút đăng ký ha, để khi mà mình up video mới lên các bạn sẽ nhận được thông báo. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp vào video sau. Tạm biệt, bye bye. Rất là đáng trồng.